Vậy chưa? Thấy cảm ơn. Rồi, bữa nay mình học tiếp cái nhóm pháp bất thối mới. Ở đây Đức Phật ngài dạy rằng là khi nào mà các vị tỳ kheo mà đối với nhau bằng mấy cái cách cư xử này nè, nghe là cư xử nhưng mà thực ra đó là pháp tu. Mà đương nhiên là mình nghe cái nội dung này đó là phải nghĩ rằng là đối với cư sĩ thì những cái pháp này vẫn có giá trị, chứ không phải là cái này dành cho tăng. Mặc dù ngài đang dạy cho tăng và chủ yếu là đối tượng nhắm đến chư tăng tỳ kheo, đúng, mà đối với người cư sĩ đó thì những cái lời dạy này vẫn tuyệt đối cần thiết. Cái điều thứ nhất, ngài dạy rằng khi nào chúng tỳ kheo đối với nhau trước mặt hay sau lưng, trước mặt hay là sau lưng nha, có cái sau lưng, nó có vụ sau lưng nữa nha, luôn luôn có thân nghiệp từ hòa, khẩu nghiệp từ hòa, ý nghiệp từ hòa đó, thì lúc đó là bản thân của vị đó được tiến bộ trong đường tu học, mà cái sức mạnh của tăng đoàn cũng được củng cố. Làm sao nghe thì nó rất là thường, đối xử với nhau bằng thân nghiệp từ hòa trước hoặc là sau lưng, có nghĩa là mình làm cái gì mình cũng nghĩ tới người khác. Tôi nhớ hướng đạo á, scout của thế giới chứ không phải của Việt Nam, của thế giới luôn, thì tụi ta luôn có một cái slogan như thế này: một cho tất cả, tất cả cho một. Không biết ở đây bà con có còn nhớ nó không, một cho tất cả cho một. Làm sao, tức là từng cá nhân làm cái gì cũng nghĩ đến tập thể, và cả cái tập thể luôn luôn cưu mang từng cá nhân. Này, cái này nghe dễ hiểu nhưng mà nó khó làm lắm. Này, có nghĩa là dễ, đầu tiên là đối xử với nhau bằng thân nghiệp từ hòa, là nghĩa là sao, là mình làm cái gì, từng cái hành động cử chỉ lớn bé trong đời sống luôn luôn nghĩ đến lợi ích đám đông. Thí dụ như bây giờ một miếng giấy, một cọng rác nhỏ xíu thì mình cũng giữ, mình không để cho nó rớt, giữ sạch, bỏ cái thùng rác đàng hoàng. Cái chuyện nó không có đáng gì đâu, nó không có đáng thổ cái vị chứ, một cọng rơm, một lá cỏ thì nó đáng cái gì. Cọng rơm lá cỏ không có đáng gì đâu nha, một tờ giấy nhỏ xíu không có đáng gì hết, nhưng nói nó không có đáng, nhưng mà thấy nó đâu là mơ nhặt lên rồi bỏ thùng rác giùm. Làm được như vậy đó thì coi như là cả một cái môi trường sống nó sẽ được xẻ, đó là thân nghiệp từ hòa. Không, đêm hôm mình sống chung với nhau, đêm mở cửa không, đi tới đi lui, pha nước, lấy đồ cũng nhẹ tay một chút để tránh ồn ào cho người kế bên, đó là thân nghiệp từ hòa. Đấy, tránh cái chuyện dằn mâm sáng chén, đá thúng đụng nia, đánh chó chửi mèo. Đấy, và đó là thân nghiệp từ hòa. Làm cái gì, động tác lớn nhỏ, luôn luôn tránh cái phiền lòng cho người khác, và luôn luôn mong cho người khác được an lạc, an lành, an tâm, luôn luôn muốn người ta được cái chữ an đó, đó, an lạc, an lành, an tâm, thì cái đó gọi là thân nghiệp từ hòa. Cái này rất là khó, rất là nghe vậy chứ rất là khó làm. Bây giờ còn muốn mà dễ làm thì các vị cứ hình dung ra thế này: nếu mình đang sống bên cạnh cái người mình thương thì mình thấy cái chuyện nó dễ làm, thì khi chúng ta đối với nhau chúng ta thiếu cái lòng từ, thiếu cái tình thương thì cái chuyện nó khó lắm. Cho nên mình thấy trong Pali ấy, nó có cái chữ metta là bạn, mà metta là lòng từ. Thì mình cứ làm giùm nhớ nè: metta đó là cái tâm trạng của bạn bè đối với nhau, còn metta là cái người có cái lòng từ đối với mình, thì gọi là metta, metta, không, metta và metta là vậy đó. Khi mà mình thương nhau rồi thì chuyện gì khó khăn cách mấy mình cũng làm được. Một người mẹ giàu có 8 con, 10 con đi nữa thì bà làm cái gì bà cũng nghĩ tới con. Đấy. Và người con mình thương mẹ đó thì làm gì cũng nhớ tới mẹ, đêm hôm rót ly nước cũng rót nhẹ tay một tí. Đấy. Muốn xay cà phê là cũng chịu khó cầm cái máy xay đi ra ngoài cái ngoài gara xay, mà chấm nhấm xay trong nhà thì nó ổn, ví dụ như vậy. Không, còn nếu mà mình đối nhau mình không có cái tình đó, thì chuyện gì nó cũng khó hết, nhớ nha. Phải đối nhau không có cái tình đó, không có cái đạo tình đó, thì làm gì gì cũng khó hết.
Đó gọi là thân nghiệp từ hòa. Còn cái khẩu nghiệp từ hòa là đối với nhau, dầu trước mặt hay sau lưng thì không có cái câu nói, không có cái ngôn ngữ nào mà nó ẩn ý tấn công nhau vì cái lý do hiềm khích gì đâu. Có mà trong khi đó, thì đời sống mình, tôi nghĩ rằng 99%, tôi đang nói người Việt Nam chứ tôi người Tây tôi không có biết, nhưng mà Việt Nam thì 99% là thiếu cái khẩu nghiệp từ hòa. Mình vậy đó, mình gặp nhau tay bắt mặt mừng thấy vậy đó, chứ còn mà người kia vừa khuất cái là cả đám bu lại nói xấu. Cái chuyện coi tôi có nói thêm không, coi tôi có nói thêm, tự xét là coi đúng không. Bây giờ nguyên đám 30 mạng vô ra kéo vô nhà bếp của chùa không, nấu ăn lặt rau đúng không, rửa chén lau chùi vậy, chứ trong 30 mạng đang làm nó có một tên nó đứng vậy nó ra bước ra khỏi cái là cái đám còn lại là nói xấu. Rồi cái tên tiếp theo nó đứng vậy nó đi ra ngoài nó đám còn lại là nói xấu liên tục và liên tục như vậy. Đó là cái truyền thống 4.000 năm văn hiến của chúng ta. Không có thân nghiệp từ hòa. Thân nghiệp từ hòa, ở khẩu nghiệp từ hòa có nghĩa là trước mặt hay sau lưng không có gì tốt đẹp để nói cho nhau thì không nhắc đến nhau. Đây là cái nguyên tắc bằng vàng, nhớ nha. Không có gì tốt đẹp để nói về nhau thì không nhắc đến nhau. Đó là nguyên tắc bằng vàng. Tại sao có những người cả đời họ lận đận là chỉ vì cái khẩu nghiệp thôi. Chỉ vì cái khẩu nghiệp thôi. Tức là hải quẩn là chỉ trích, hệ quẩn là tâm thọc ly gián, hệ quẩn là gây tạo mâu thuẫn giữa người này với người kia. Mình cứ nghĩ rằng phải là máu đổ thịt rơi mới là ác nghiệp, còn một câu nói cho nó sướng miệng thì có ai đâu ác. Nhưng mà thật ra đó, các vị tưởng tượng đi, nếu các vị là đối tượng của những cái lời ác khẩu đó, thì cuộc đời các vị nó tan nát cỡ nào. Chứ đừng có đợi đến máu đổ thịt rơi mới kể là tội lỗi nha, không cần. Bây giờ tôi nhắc lại, chỉ hình dung ra nếu mình là đối tượng của những lời nói ác ý thì cuộc đời mình nó sẽ tan nát ra sao. Đấy. Tôi nói chỉ nhỏ xíu thôi. Là có một cái ngôi chùa đó, chuyện có thiệt, chuyện thật, người thật có thiệt. Là có cái chùa đó đang trong cái giai đoạn xây dựng mà bị kẹt tiền. Thì cái bữa đó có một cái buổi họp mặt nho nhỏ trong Phật tử chùa đó, thì mới trụ trì kêu gọi bà con ai giúp được gì giúp, kể cả cho mượn không không lời không tính lãi. Thì có một số Phật tử cũng khá khá, có quan của để họ hứa họ giúp. Vừa nói xong xuôi thì trong đêm đó có một người gọi phone không sót một tên, nói xấu chùa, nói xấu sư trụ trì, không còn cái nước non nào hết. Và hơn một nửa trong cái số người đã hứa băng chiều, họ đã gọi phone về chùa, họ xin lỗi, họ sám hối để họ đưa đủ lý do hết, để họ từ chối, họ không có cúng nữa, không có cho mượn nữa. Thế là chùa rơi vào tình trạng lận đận, thì cuối cùng cũng sót là một hai người, là do kẹt phone hay sao kia cũng được. Cho nên nhờ vậy họ vẫn giữ nguyên cái lời hứa. Thì tôi nghĩ nó có bị hiểu cái ác khẩu ác ngữ nó ác vậy. Dĩ nhiên có bị hỏi tôi trường hợp của tôi sẽ làm sao, thì tôi sẽ nói thế này: nếu đó là một người bạn thân của tôi mà họ đang bị gạt á, thì tôi sẽ có cách để tôi nói họ cẩn thận, nhưng mà tôi không có muốn nói xấu cái người kia. Tôi chỉ nhắc họ cẩn thận thôi, nó nói xa xa gần để họ nhìn lại tình hình là cẩn thận. Chứ còn nếu mà đó là trường hợp đặc biệt đó, trường hợp kia người kia là đặc biệt xấu đó nha, đặc biệt xấu nha. Chứ còn mình chỉ vì thích vì ghét mà mình trước mặt sau lưng mà mình tìm cách để mình ngăn chặn thì đừng có trách đời sao chứ chắc sao nó khổ gì lắm. Tôi biết có những người sinh ra không có hậu môn, có những người trước khi chết là ăn không có được, phải đặt cái ống vào thực quản để rót thức ăn say nát ấy vào. Có những người thở không được, chẳng hạn như bệnh suyễn, ăn không được, rồi không có hậu môn. Có những người đó là đưa thuốc vô là nó bị phản ứng, rất là bị sốc thuốc. Tại sao vậy? Là bởi vì đời xưa kiếp khác là họ ngăn sông cấm chợ người này người kia. Đấy. Đời sống luôn luôn trục trặc, và do đời xưa đó là mình cũng tìm cách mình ngăn chặn người khác. Mà trong ba nghiệp thì mình thấy cái nghiệp nào là làm được cái chuyện ngăn chặn, chính là nghiệp khẩu.
Chứ chẳng mà nghiệp thân nó không có nhiều bằng nghiệp khẩu. Còn nếu mà chỉ là cái nghiệp ý đó thì nó đâu có ai biết đâu. Cho nên cái, nếu mà nói cái nghiệp ngăn chặn đó là cái nghiệp nổi bật chính là nghiệp khẩu. Cho nên ngày nào mà một vị tỷ kheo mà đối xử với bạn tu nói riêng, mà đối xử với mọi người nói chung mà bằng khẩu nghiệp từ hòa, thì khi đó đời sống vị tỷ kheo có tiến bộ là vậy. Bởi vì mình phải có chánh niệm, mình phải có từ tâm, mình phải có cả lòng sợ tội thì mình mới tránh được cái khẩu nghiệp. Không, khẩu nghiệp nó lớn dữ lắm, phải tu hành đến cái mức độ nào đó mới có thể làm chủ được cái khẩu nghiệp, kiểm soát được cái khẩu nghiệp, lớn chuyện lắm nha. Mình tôi nhắc lại, đừng có dại dột nghĩ rằng máu đổ thịt rơi mới là tội ác. Đợi tới đó thì nó quá rồi nha. Không cần máu đổ thịt rơi, chỉ cần một cái câu nói mà gây cái ly gián, mâu thuẫn tan vỡ nha, trong cái quan hệ của người khác đó là đã là tội ác rồi nha. Các vị có tin một câu nói làm tan nhà nát cửa không? Chứ tôi tin chuyện đó. Và tôi cũng xin nói rõ luôn là đừng có coi thường những cái lời nỉ non thầm thì bên tai, nó quan trọng lắm. Tôi không tin quý vị là người xấu, nhưng mà có người cứ rỉ tai thầm thì bên gối suốt đêm, không? Đêm này qua đêm khác, thì sẽ có một lúc trong mắt tôi các vị không thua gì một cái tên cướp biển. Tôi nói thật, nếu mà cứ cho tôi nghe hoài rủ rỉ đêm hôm, cái chat xong rồi phone rồi chat email rồi phone, mà cứ làm liên tục như vậy, mình sẽ thay đổi cái cảm xúc, suy nghĩ, nhận xét về đối phương. Cho nên đừng có nói về sao ngày xưa có những cái triều đại mà nó gọi là tan nát chỉ vì cái đám gọi là đàn bà thê thiếp hoặc là thái giám quản quan của vua. Mặc dù họ là những người dốt nát không có trình độ, nhưng họ là những người ngày đêm hầu hạ bên gối của vua. Thế là những cái kiểu cái câu nói nhẹ tâu lên tâu xuống tâu vào tâu ra của họ đó, từng buổi nó sẽ tác động ảnh hưởng đến cả cái chính sách cai trị quốc gia của một vị quân vương chứ không phải chơi nha. Thì cả một đất nước như vậy mà rơi vào hỗn loạn chỉ vì câu nói của một cô phi tần, cũng có một cái tên quản quan thái giám thôi. Cho nên cẩn thận là trong đời sống mình là tránh không có gây khẩu nghiệp, luôn luôn kiểm soát làm chủ cái khẩu nghiệp. Nhưng mà bên cạnh đó mình cũng phải cẩn thận với cái khẩu nghiệp của người khác nữa. Này, nhớ cái đó quan trọng lắm. Nhớ nha, tôi nhắc lại, mình kiểm soát được khẩu nghiệp của mình, nhưng mà mình cũng phải cẩn thận trước cái sự tác động từ khẩu nghiệp của người khác. Đấy, cái đó quan trọng lắm nha. Cái thứ ba là ý nghiệp từ hòa, có nghĩa là chúng ta không có lý do gì để ghét nhau hết. Tôi biết, tôi nói là nhiều người trong đây không có tin. Các vị nói cái này chẳng nói theo kinh, chứ cái câu này làm sao mà làm được. Tôi nhắc lại nguyên văn. Chúng ta không có lý do gì để ghét nhau hết. Cái câu này nghe nó rất là cao siêu, nhưng mà không, cái câu này là câu Phật pháp căn bản thôi. Chúng ta không có lý do gì để ghét nhau, có nghĩa là sao? Tôi nói rất là nhiều lần, trên đời này chỉ có hai hạng người, đáng thương và dễ thương thôi. Người bất thiện là người đáng thương, mà người thiện pháp, người hiền, người lành đó là người dễ thương. Cho nên không có, đây không có chữ ghét nằm trong đạo Phật nha, chỉ có đáng thương và dễ thương. Thứ hai, chúng ta không có lý do gì để mà ghét người khác là sao? Có nghĩa là mình ghét người ta đâu có biết, người ta cứ trầm mền, người ta ngủ ngon, riêng mình bị cái lửa thù nó đốt nguyên đêm, đốt cả đêm, đốt trong chăn, trong mền, trong gối, trong phòng riêng, trong lúc lái xe, thì có đáng không? Như hồi nãy tôi nói, không có gì tốt đẹp để làm cho nhau, để nói về nhau thì đừng nhắc đến nhau. Ở đây ý nghiệp cũng vậy, không có gì để thương nhau, mến nhau, tôn trọng nhau, quý nhau thì thôi đừng nghĩ đến nhau. Chúng ta có đến 1 tỷ chuyện tốt đẹp để nghĩ về, mắc gì mà phải đem hình bóng cái ghét của người kia đưa vào lòng mình, nó chỉ là gây họa cho mình. Tây có một câu rất là hay, đem lòng thù oán người khác chẳng khác nào uống thuốc độc mà mong cho kẻ thù bị chết. Cái câu đó rất là hay nha. Giặt áo lên coi chỗ nào trống, xong cái câu này giặt áo lên, không phía trước bụng hết chỗ kêu người nhà, giặt cái lưng lên có chỗ nào trống, xong cái câu này, không đem lòng căm thù người khác chẳng khác nào mà mình uống thuốc độc rồi mong cho người ta chết. Cái chuyện người ta chết thì không, thì không thấy, nhưng mà trước mắt mình uống là mình chết. Không có gì nó bậy cho bằng nuôi cái lòng căm thù,
Các vị biết mà, sống trong sợ hãi, ghen tuông, thù hận là chỉ có hại cho bao tử thôi, u sơ, bướu bao tử thôi. Chỉ có hại nó làm cho suy nhược thần kinh, mất ngủ, ăn mất ngon, mất appetite. Không chỉ vậy thôi, là mình lãnh đủ. Không, mà không có gì mình ngán cho bằng đi ngủ, đi làm việc, đi đứng nằm ngồi mà luôn luôn trong lòng nó ấm ức, nó đầy ắp những cái tị hiềm, ghen ghét, sợ hãi, tức giận, căm hờn. Thì cái đó là chỉ có quả cho mình, nó hại cho mình thôi, mà nói không có tin. Và tôi nhắc lại, không có gì tốt đẹp để làm cho nhau, nói về nhau thì đừng có làm, đừng có nói. Không có gì tốt đẹp để nghĩ về nhau thì hãy quên nhau đi, vì chúng ta còn có đến 1 tỷ chuyện khác để mà nhớ về nha, để mà nhớ về. Chứ mà chúng ta đừng có nghĩ là bữa nay ông rao giảng đạo từ bi nó rất là khoa học. Tôi đang nói chuyện với các vị, tôi đang hầu chuyện với các vị từ góc độ rất là y học, rất là khoa học. Có nghĩa là hãy lấy ra khỏi lòng mình những ý niệm tiêu cực về người khác, hãy lấy ra khỏi cái sinh hoạt thường nhật của mình những cư xử, những ngôn từ mà có hại với người khác, nó không có được gì đâu. Và chúng ta nghĩ kỹ được đi, nghĩ kỹ là bao nhiêu cái khổ nạn trong đời của mình nó có phải đi ra từ cái thân nghiệp và cái khẩu nghiệp quá khứ của mình hay không. Nghĩ kỹ là có đúng không? Nếu nó dừng là ở ý nghiệp ấy, còn thì còn hy vọng gỡ gỡ được, chứ còn nó đưa ra ngoài thành hành động và ngôn từ rồi thì đó là trọng nghiệp rồi. Mà trọng nghiệp nó có nghĩa là thành ra đã thành khổ nghiệp rồi. Cái nghiệp nó gieo cho mình máu và lệ. Đừng có trách vì đâu mà đời đời sinh ra đó. Chỉ có khả năng làm lớn chuyện chứ không có làm được chuyện lớn, luôn luôn bị trở ngại, đầy ắp trong gai ngập mặt. Là tại sao? Là bởi vì chúng ta đã từng gieo những trở ngại cho người khác bằng thân, bằng khẩu, bằng ý. Nhớ cái nó rất là quan trọng. Các vị cho thêm bài mới đi nha, cho thêm cái đoạn mới, cho thêm cái đoạn mới. Là mình mới có 3 thôi, tức là luôn luôn đối xử với nhau bằng thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp từ hòa. Và tôi chốt lại nội dung của 3 điều đó như thế này: không có gì tốt đẹp để làm cho nhau, nói về nhau thì đừng nhắc đến nhau. Không thể yêu thương yêu được nhau thì hãy quên nhau. Và cái thứ tư là ngày nào chúng tỷ kheo đối xử với nhau bằng cái tấm đạo tình của ruột thịt, bằng cách là chia sẻ về cả tinh thần lẫn vật chất. Đặc biệt trong cái điều thứ tư này, người nói về vật chất, người nói cho dầu pattapraya panamattang, chỉ một chút vật chất, chỉ một chút thức ăn có được trong bình bát, antamaso là thậm chí, antamaso là thậm chí, pattapraya panamattang chỉ là một tí thức ăn ở trong bình bát thôi, cũng sẵn thể sẵn lòng chia sẻ cho nhau. Mình không có đời sống đời xuất gia mình có hiểu cái này đâu. Ở trong ta đã nói là xuất gia mà bây giờ sướng lắm, tăng ni bây giờ sướng lắm, cho nên cái câu này nó hết hay rồi, cái câu này hết hay rồi. Không, cái câu này đó là càng lùi về nguyên thủy chừng nào cái câu này càng hay chừng đó. Thời nay nó cái đời sống vật chất của tăng ni nó đâu có gói gọn trong tam y, mà nó lên tới tam thập y, tam bách y. Này, 300 bộ, 30 bộ. Còn thức ăn và vật dụng của chư tăng ni bây giờ đâu có còn ở trong bình bát, là tính bằng tủ, tính bằng tài khoản nhà băng. Cho nên cái câu này nó hết hay dễ ẹt. Cái câu kinh này dễ ẹt rồi, không? Dễ ẹt. Chứ cái câu này mà càng nguyên thủy thì càng hay. Có nghĩa là thời xưa đó, một cứ từng nhóm 30 vị, 20 vị, 5 vị, 3 vị sống du phương từ nơi này sang nơi khác. Mà cũng y như mình bây giờ, có nghĩa là trong đoàn ấy, thì cũng có vị bị cao máu, vị tiểu đường, đấy, có vị bị rụng răng. Đấy, xưa làm gì có răng giả, chỉ có một là răng rụng và còn răng răng súng vài cái, răng rụng nguyên hàm, hoặc là còn 30%, 50%. Thì trong cái tăng đoàn đó mà đi bác ra cái gì mà cứng thì mình cái gì mà mềm thì mình để ý trong cái nhóm của mình, ai mà răng yếu mình cho. Đấy. Rồi trong mình thấy vị kia là cần ăn kiêng cái gì thì mình kiếm cái mình thay, mình đổi cho ổng, chia sẻ thức ăn là vậy. Gọi là đừng đi bát chung nhau mà cái phước nó khác nhau, có vị thì được nhiều, có vị thì được ít, thì ngồi xuống mới xớt ra chia cái phần này. Thì tôi phải nhìn nhận đó là
đời sống của tăng đoàn là đẹp hơn bất cứ một cái đoàn thể nào ngoài đời. Bởi vì chính tôi có dịp tôi sống ở chùa Khmer, chính tôi có dịp sống ở bên Thái, tôi biết. Đó là thức ăn đem về là trộn chung lại rồi chia đều, rồi đi bát đó. Cho nên là những cái vị phước nhiều, phước ít gì không cần biết, cứ là đi về trộn chung và chia đều. Này, thì những cái vị nào mà họ bị cao máu thì họ tránh đồ mặn, tiểu đường tránh đồ ngọt, cholesterol tránh dầu mỡ, ví dụ như vậy. À, yếu răng và không răng là tránh đồ cứng, cứ mang nhau mà sống. Bởi vì thứ nhất, đã xuất gia các ái từ thân, không còn mẹ cha anh chị thân quyến mạo mũ thân bằng quyến thuộc nữa, thì không thương nhau thì ai thương mình. Đó là Phật nói, không phải tôi nói. Này các tỳ kheo, trong đời sống xuất gia này, các ngươi không còn cha, không còn mẹ, không còn anh, không còn chị, thì nếu các ngươi không thương nhau thì ai thương các ngươi? Và chính ngài Ca Diếp cũng nói, Bạch Thế Tôn, con thấy rằng đời sống phạm hạnh không phải là dễ dàng. Đời sống phạm hạnh là một cuộc sống đầy hiểm nạn, đầy khổ nạn. Đức Phật đã xác nhận cái đó. Đời tu nó là một, nếu mà tu đúng nha, phải thêm chữ tu đúng gạch dưới bằng mực đỏ. Nếu mà tu đúng thì cái đời tu nó là một cái hành trình gian nan lắm. Thiếu không dám xin, không dám gợi ý. Đấy, dư không được giữ, không được để dành. Chỉ cái khoảng này là thấy tu là thấy quải rồi. Không, thiếu thì không được xin mà không được gợi ý nữa, mà dư thì không được giữ, không được cất, không được để dành. Đấy, mà đã vậy đó, Phật còn dạy mình đem chia, nó mới ghê, chia cho mấy cha cái bên chung quanh mình. Để tu nó khó, chính là tu đúng ấy. Còn tu cà chớn thì nó dễ, càng tu gần sướng càng giàu. Đấy, thì đại khái nữa, nếu mà tu đúng thì mình mới thấy cái giá trị của câu kinh này tuyệt vời. Anh ta mà số chỉ là một chút ít thực phẩm, chút ít vật chất có được trong bình bát thôi, thì mình cũng có thể chia sẻ cho nhau. Và cái bình bát của mình vẫn có thể là một cái suối nguồn đạo tình để mà chan hòa cho cả tăng đoàn. Đấy, trong kinh kể nhiều chuyện xúc động lắm, xúc động lắm. Đấy, vua A Dục có người dân cho một cái trái, một cái trái cây ngon mà hiếm. Vua thương chư tăng lắm, vua nghĩ trời, cái trái này đâu có thuở nào mà người bình thường mà có được. Mà chư tăng thì đi bác, ta nói bữa đói bữa no, cơm hẩm cháo thiêu, mình là vua mà cái trái này một đời chỉ gặp có một hai lần, thì mấy ông sư làm sao có. Thì vua mới cho người cắt một nửa đem cúng chư tăng. Thì chư tăng cả mấy trăm vị mà có nửa cái trái đó, mình cứ để mình nói đại cho trái mít, trái ổi gì đó, thì làm sao mà ăn đây. Thế là các vị cho người làm nhỏ nó ra, rồi để trong cái nồi cháo minh mông, nó múc ra thì dĩ nhiên cho nó có đạo tình thôi, chứ còn là không có thấy. Không có thấy. Nói đến đây tôi nhớ có anh chàng đó, anh có tới quen, anh vô trong quán ăn, anh kêu món thịt thỏ. Thì tôi có bữa đó, anh vô anh kêu thịt thỏ, thì anh ăn thấy nó dai quá, thì anh kêu thằng bầu để anh hỏi, nó thịt thỏ gì mà dai vậy. Thì thằng bầu nó nói lúc này thỏ không có nữa, cho nên chúng tôi trộn gì trâu. Mình ông hỏi trộn với tỷ lệ nhiêu, cái nó trộn 50-50. Ông lắc đầu nó không, 50-50 cũng đâu dai dữ vậy. Thì ông nói không, 50-50 có nghĩa là nửa con thỏ với nửa con trâu. Thì mình thấy nói cho bà con đỡ buồn ngủ, nhưng mà đại khái đó, nếu mà có một cái tinh thần mà đoàn kết rồi đó, thì cái chuyện mà gọi là chia sẻ thức ăn nó dễ. Đấy, rồi mình thấy trong tăng đoàn có những vị cao lớn, có những vị thấp bé, đúng không? Thì cái lây nào lớn thì mình nhường cho mấy cha cao lớn, mà cái nào mà ngắn nhỏ thì mình nhường cho mấy cha thấp bé. Còn nếu mình sống nhau mà không có thương đó, mình không có cái đạo tình đó, thì có ai nấy xài đó, thì khổ càng thêm khổ, mà khó chồng lên khó. Đây, cho nên cái điều thứ hai nó là chia sẻ với nhau về vật chất. Cái điều thứ tư này là chia sẻ về, gọi là lợi hòa đồng quân ấy. Cái là đầu tiên là thân nghiệp từ hòa, khẩu nghiệp từ hòa, ý từ hòa. Rồi cái thứ tư đó là lợi hòa đồng quân. Lợi hòa đồng quân, lợi hòa đồng quân nghĩa là chia đều. Quân đồng quân là chia đều, lợi hòa đồng quân là chia đều. Chia đều. Chia đều đây là vậy. Tôi kể chuyện đó thôi, rồi buông một chuyện nhỏ thôi. Này, ngày xưa cách đây 43 năm về trước, tôi ở chùa Giác Quang, quận 8. Tôi nhỏ xíu, tại năm nay tôi 53. Mà 43 ngày lúc tôi mới 10 tuổi thôi. Thì chùa Giác Quang là đó, lúc đó là mình
tức là 75 là nói cái 5 năm sau thôi. Việt Nam mất mất Việt Nam 5 năm sau rồi, lúc ở Việt khó 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 năng khăn lắm, khó khăn lắm. Thì chùa nó có lọc chứ lắm, thì cứ lâu lâu có những Phật tử họ trai tăng cái họ cúng mâm đường sữa xà bông kem đánh răng vậy đó. Mà tôi nhớ ngày cả bây giờ ngày mất rồi, đường sữa đó thì để giao nhà bếp họ làm nước buổi chiều cho chư tăng, còn xà bông á thì để trong nhà tắm xài chung, còn cái kem đánh răng đó thì đâu có xài chung được, cũng ngại thì thôi bắt thăm. Mà chùa lúc đó là 7 vị, mà ngày lớn nếu mà theo cái theo tinh thần ở dưới chùa Khmer mà tôi biết đó là trụ trì hoàn toàn có quyền tự quyết cái chuyện đó, nhưng mà không, ngài trụ trì chùa Giáo Quan ngày xưa là không, ngài trụ trì vậy đó, nhưng mà bây giờ có nguyên cái mâm vậy, ngày đường sữa do nhà bếp xà bông ra nhà bếp, rồi còn lại có hai cái kem đánh răng cho bắt thăm. Cái chuyện nó không có đáng gì đâu quý vị, nhưng mà nó trở thành một bài học, trở thành một kinh nghiệm đạo tình mà tôi mang theo cho đến 40 mấy năm sau. Năm nay tôi già rồi, nhưng mà nếu bây giờ mà có quyền, có cơ hội và góp ý cho một nhóm tăng trẻ thì tôi vẫn kể lại cái chuyện xưa, và tôi mong rằng cái tinh thần đó tiếp tục được kế thừa, được duy trì, bởi vì nó đẹp quá. Bài học nó bọc bằng vàng, nó dạy tôi, nó dạy khôn tôi. Chỉ có mấy cái kem đánh răng thôi mà nó dạy khôn tôi. Không có lớn bé gì hết. Để mặc cái áo Phật, đầu cạo, sống chung chùa, ăn chung mâm thì thương nhau, cái gì cũng chia đều cho nhau, thương cái đó. Ngày mất rồi, tôi đi, tôi ở đó năm 80 thì đến 84 ngày tịch, mà bây giờ nhắc tới còn thương. Ngày đẹp, nhiều chuyện lắm, cư xử đẹp lắm, đúng luật đạo, đúng luật đời, đẹp lắm. Mà tại sao mấy người đó là đi sớm, 64 đi rồi. Mà cái mình cứ thấy người nào mà nó dễ thương là đi sớm, nó lạ. Cho nên gần như bây giờ tôi thấy mấy người thọ, cái tôi nghi chắc họ dễ ghét hay sao. Thường là như vậy. Cho nên gần đây không có lâu, tôi ở bên Âu tôi về, mà cho thủy sĩ tôi về, có cái bà đó bị ung thư, bà tới bà gặp tôi, thấy bà cũng hơi lo lo. Tôi an ủi mình nửa đùa nửa thật, sao mấy người lầm thì dễ chết, mấy gian ác sao nó chịu chết. Thôi giờ chỉ gian gian tí, ác tí chắc được 100 tuổi. Mà tôi tin, tôi tin cái gì đó. Thì ai nói tôi phản đạo thì tôi chịu, chứ tôi thấy cứ gian ác nó sống lâu rồi. Nó sống để nó thực hiện cái sứ mạng làm khổ trần gian. Còn mấy cái người mà dễ thương nó phải đi, tại vì sao? Vì cuộc đời này vốn là bể khổ, mà mấy người làm nó ở, nó làm giảm máu lệ thì còn mất cái ý nghĩa, bể khổ đi. Này, cho nên lành là phải đi, đi để nó đi về cái chỗ lành nó ở. Và đồng thời nó phải đi để cho nó trả lại cái bản thể máu lệ. Còn mấy cái tên mà gian ác nó phải ở đây, một nó ở trong cái cõi này để tiếp tục nó trả nợ, mà đồng thời nó trả nợ cho mấy người khác luôn. Đấy. Rồi ok, nói hơi lạc đề, vì tôi qua tới cái điều thứ gì ta, tiếp theo là đường gì ta. Rồi tới thứ năm, cái vụ này hơi mệt nè, vụ này hơi khó nói nè. Khi nào chúng tỷ kheo mà sống với nhau tương đồng về giới luật? À, tương đồng về giới luật. Tương đồng là sao? Tương đồng ở đây rất là dễ hiểu lầm. Tương đồng đây có nghĩa là cái người mà bê bối, bề bộn, bày hầy á, là phải nâng mình lên cho bằng cái người kia. Thì mới đó mới gọi là tương đồng theo cái hướng tích cực. Chứ không phải là những cái ông mà trong sạch thấy chung quanh mình bê bối thôi, bây giờ mình muốn tạo đoàn kết mình mới bèn bày hầy cho giống người ta, để tạo sự đoàn kết là sai nha. Mà tôi nghĩ cái này chắc bà con biết, bà con nghĩ ra thôi hay không. Có một cái sự tương đồng nhất định giữa tăng đoàn với nhau trong cái đạo hạnh. Các vị thử tưởng tượng sống chung với nhau mà mình nghi ngờ nhau, mình không tôn trọng nhau thì cũng khó. Tôi biết có hai chuyện rất là đáng tiếc ở trong tăng đoàn. Chuyện thứ nhất là có những vị bị chư tăng nghi ngờ, cho nên tránh, không có mời vì đó tham dự tăng sự. Tăng sự nên là nghi thức làm việc giữa tỳ kheo với nhau, giữa những tỳ kheo thanh tịnh với nhau. Và tôi biết có trường hợp rồi có những tỳ kheo gọi là được mời một cách lịch sự để ra khỏi cái tăng sự, có trường đó có.
Cái chuyện thứ hai cũng đáng buồn đó là có những vị thanh tịnh và chê cái nhóm tỳ kheo kia không thanh tịnh, cho nên đã tìm cách lẩn tránh hoặc là từ chối không có tham dự tại sự mộc. Vậy là có hai chuyện buồn. Chuyện thứ nhất là tôi biết có thiệt là chư tăng từ chối sự có mặt của một vị, rồi có trường hợp là một cá nhân từ chối không có giữ tăng sự với một cái nhóm tỳ kheo mà mình không cho là thanh tịnh. Đấy, cả hai chuyện nó đều có xảy ra. Tôi biết là ở Việt Nam, nhưng mà ở nước ngoài thì tôi nghĩ chắc chắn là có, 1000% là có, nhưng mà tôi không biết ở đâu. Đấy, nhưng mà chắc chắn là có. Thì cái không được. Mà khi nào giữ chúng tỳ kheo thành tựu được hai cái này, đó là hòa hợp và thanh tịnh. Hòa hợp có nghĩa là như nước với sữa thì rất dễ dàng hòa tan vào nhau. Còn thanh tịnh có nghĩa là sạch hết. Hòa hợp và thanh tịnh nghĩa là cùng nhau mà sạch thì gọi là hòa hợp và thanh tịnh. À, chứ còn mà nếu mà hòa hợp để mà cùng nhau đổ đốn sa đà thì cái trường hợp đó không gọi là hòa hợp thanh tịnh. Mà hợp hòa thanh tịnh ở đây là những người mà bê bối phải nhìn cái người sạch sẽ hơn để mà vươn mình, để mà gối tay, để mà bắt chước này hợp đồi, thì cái đó mới gọi là giới hòa đồng tu là chỗ đó. Và khi nào trong một tăng đoàn mà có sự tôn trọng lẫn nhau về giới hạnh thì tăng đoàn đó đương nhiên là được cường thịnh, được phát triển. Cái chuyện nó bắt buộc mình phải tin gì rồi. Bây giờ các vị tưởng tượng sống trong một cái, bây giờ tôi nói đi hành hương đi, mà trong một căn phòng mà mình hoàn toàn tin cậy nhau thì nó thoải mái lắm, không? Còn đằng này mình nghi ngờ nhau được. Cái này bữa nay cho tôi nói quịch tẹt luôn nha, tôi nói cho hết nha, tôi nói luôn. Tức là hôm nay là cái thời smartphone đúng không? Mà các vị biết, các vị trong room này chắc các vị có nghe thị phi về ông này ông kia, trong đó có tôi, nhưng mà tới nay tôi nói luôn. Tôi có mấy lần tôi rất là khó chịu khi mình ngồi chung xe đám đông á, mình móc cái phone mình ra. Xin lỗi. Mình móc cái phone mình ra. Chụp hình nãy mới đi, mới vừa xuống biển á, cho nên mình lên chụp hình của mình, nó khoe là cái hình này hay nè, cái góc này góc chụp này đẹp nè, ánh sáng này đặc biệt quá. Mình khoe thì bắt đầu mình ngồi trước, thì cái người kế bên họ mới mượn, cho con coi, cho con coi, bên họ chiền. Họ chiền mà xuống tới cái băng thứ ba là bắt đầu mình rung. Tại vì tôi biết có những người họ rất là độc, họ nhanh tay, họ lấy cái hình, họ gửi cái hình đó đi. Mà cái hình vừa rồi không phải là cái hình vừa rồi, mà lại họ lấy cái hình khác. Thì các vị nghĩ là sư là ông sư chứ có cái gì giấu. Đừng có nói như vậy, đừng có nói mà thiển cận như vậy. Nó có những cái hình nó không có gì hết á, nhưng mà mình không muốn share với ai hết. Vì sao? Vì cái hình đó, một là nó riêng tư, còn hai nó có những cái hình đó tôi lấy trên internet, mà các vị không biết tại sao có cái hình đó trong máy của tôi. Bữa nay tôi nói luôn, các vị mở cái phone của tôi, cái album ảnh á, cái photo gallery, các vị sẽ thấy có những hình mà các vị không hiểu tại sao nó xấu quá, mà tại sao tôi lưu nó là bởi thế này. Trong cái hình đó nó có cái khung cửa sổ mà tôi rất là thích, tôi rất muốn lấy cái mẫu cửa sổ đó, đó cho Calama, hoặc là cho ở đâu cũng biết, nhưng mà cái mẫu cửa sổ đó là cái mẫu cửa sổ tôi rất là thích. Mà cái hình đó hình xấu quá kìa, cái hình đó cái bà già bà dắt con chó đi thôi chứ gì hết á, mà thấy cái lưng của bà thôi. Nhưng mà cái quan trọng nhất là có cái khung cửa sổ tôi thích, thế là tôi lấy. Hoặc là có cái bát hương, ví dụ như ở đâu nó có cái bát hương rất là đẹp, mà nó tiếc, nó đáng tiếc là cái hình đó, đó là nó lại nằm ở bên cạnh cái tàu lao khác đấy, trong một cái tiệm đồ cũ nào đó họ chụp, mà tôi thấy cái hình bát hương nó đẹp đó, thế là tôi lấy. Thí dụ vì đó là còn chưa kể cái bê bối bày ngày khác, ai cũng có bê bối, tôi mà không bê bối tôi lên tòa tôi ngồi lâu rồi, ok. Cho nên nếu mà mình tin được nhau ấy, mình tin được nhau, mình biết đây là những người minh bạch, trong sạch, chân thành, không ác ý thì nó khỏe biết nhiều. Nhưng mà khi mình nghĩ trong xe này nè, mà có những người mà mình không có rõ thân phận, lai lịch, tánh tình, mình không rõ này, chỉ cần nghi ngờ nhau một chuyện nhỏ thôi là họ đi hơi sâu vào cái bên mình, chỉ nghĩ nhau tới đó thôi. Tôi không có nói bài hay khác nha, tôi chỉ nói cái chuyện là họ tò mò, họ vào sâu bên trong cái album hình là mình đã khó chịu rồi. Đấy, hoặc là khách đến nhà tôi, bữa nay tôi nói cho hết, khách đến nhà tôi đến hôm nay, trước khi vô phòng tôi có là phải đi ngang một cái ngang cái toilet, mà tôi biết có những người đó là họ không có gì đi vào toilet, mà họ bước tới một chút họ đẩy cửa phòng tôi, họ nhìn cái là họ mới đi vào toilet. Có tại sao tôi biết? Tại vì tôi có cái
cái step alarm nghĩa là gì ta? Step alarm có nghĩa là một khổ tả sao, có nghĩa đó là một cái vật dụng mà nó hình hình tam giác, mình bỏ pin trong, mình để mình chặn cửa, ai đẩy vô cái nó hú. Mà không phải tôi nghi ngờ ai tôi làm đó, mà bởi vì mình ở con mình dùng cái đấy nó yên tâm. Thế là cứ mình nghe nó hú lên mình biết có người đẩy cửa, mình nghe nó hú lên mình biết có người đẩy cửa, mà cái họ không có lý do gì họ đi vào phòng mình hết. Họ cái chuyện họ cái họ cần là cái toilet, nhưng mà không phải bước tới đẩy cái phòng mình. Mà trên nguyên tắc thì bị biết không, một người có giáo dục một đời, còn đạo là một người có được học luật, thì phải biết rằng mình chỉ đến cái chỗ nào mình được phép, và con mắt của mình á chỉ được đặt vào cái chỗ nào mà cần thiết. Có nghĩa là cho dù hai bên mình là 20 căn phòng, 20 căn phòng nha, và người ta đang diễn kịch, người ta đang múa lân, người ta làm siết rồi đó, đúng luật và đúng là giáo dục, là mình đang có việc cần ở cái phòng số 21, thì 20 cái phòng, tức là mỗi bên một dãy 10 phòng, mình cũng không nên nhìn nữa. Dù người ta đang làm siết trong đó mình cũng được nhìn, mình cứ nhắm thẳng cái phòng 21 mình tới thôi. Đó là người có giáo dục, đó là người có học luật. Nếu mà là thầy chùa, là tăng ni, thì phải nhớ là mình cần phòng 21 là mình có mắt mình chỉ nhìn thẳng về phòng 21, ghé phòng 21 làm việc rồi là quay lưng đi, là đi thẳng về phòng số 1. Chứ còn mà 12 dãy phòng hai bên là mình không có nhìn. Đó là người có giáo dục. Chứ đừng có nói chuyện mà mình tùy tiện mình mở cửa một cái chỗ không cần thiết và chưa được phép. Đấy. Mà tại sao tôi phải nói lạc đề như vậy? Bởi vì tôi muốn nói, khi mà chúng ta tin cậy nhau, chúng ta tôn trọng nhau, chúng ta tín nhiệm nhau, thì dễ sống lắm quý vị. Đấy. Và đôi khi cái chuyện nhỏ xíu thôi, tôi nghi ngờ các vị là người hơi tò mò, hơi tái máy, là các vị đến cái chỗ của tôi là tôi đã thấy khó chịu. Cái ánh mắt, đừng có nói người ta không biết, cái ánh mắt mình nó láo liền. Đấy, nhìn ngang liếc dọc, nó không có đoan chánh, không có đàng hoàng. Tôi nhìn, tôi biết cái ánh mắt của mình là đủ làm cho người ta ngại rồi nha, người ta ngại rồi. Thì bây giờ các vị thấy cái ý nghĩa của cái giới hòa độc tu là chỗ đó. Khi mình sống nhau, mình tin cậy nhau, nó dễ sống, tại dễ sống. Tôi nhớ Tàu có một câu thế này, phu phụ tương đãi như tân. Tức là lấy nhau bao lâu đi nữa thì vợ chồng cũng phải giữ là một tí ti khách sáo như là khách vệ. Và từ đó cái câu đó nó bắt đầu từ cái tích gọi là cử án tề ni. Bên Tàu có một cái cặp danh nhân đó, tôi quên tên, cứ đến giờ ăn là vợ chồng nâng cái chén cơm lên là mời mình ăn đi mình. Dĩ nhiên cái đó hơi quá, bởi vì tề mi là nó ngang với mắt mình rồi, phải không? Mi là mày, chữ mày. Nhưng mà đối tôi hơi quá, nhưng mà đó là cho một bài học khác, nghĩa là lấy nhau bao lâu thì vẫn là phu phụ tương đại như tân. Cái này dĩ nhiên nó hơi xa với cái giới hòa đồng tu, nhưng mà tôi đang nói đến chuyện tôn trọng, tôi đang nói đến chuyện tôn trọng. Cứ nghĩa là mình còn tôn trọng nhau. Và tôi biết một chuyện nữa là người Âu Mỹ đó, hầu hết trên 90% ly dị rồi vẫn có thể làm bạn nhau, vì họ tôn trọng nhau, họ có cái để nể trọng nhau. Còn mình thì sao? Chán nhau rồi mà tìm đủ cách để giữ nhau, để rồi coi nhau là chó chê mèo mửa mà vẫn không chịu bỏ nhau, coi nhau như rác rưởi, như là cái đống phân. Có hồi ly dị rồi không có nhìn nhau nữa. Trước khi ly dị phun ra những cái lời mà đắng cay nặng nề, nhầy nhụa lầy lụa tâm tử, là vì thấy không xong thì sao không bỏ, thấy không xong thì tại sao không bỏ. Mà tôi đã biết trường hợp, tôi biết cái chuyện nó nhiều lắm. Người Việt Nam có bằng đại học, có bằng đại học dược sĩ luôn, mà lạ lắm, thấy không xong thì buông, không có buông, cứ cà nhầy cùng nhầy vậy nè. Dược sĩ chứ không phải là dốt, mà cứ cùng nhầy, mà cái thằng kia nó quyền nó lại, nó nói buông đi mà không buông, cứ là cùng nhầy vậy. Để rồi phải hai bên phải nặng nhẹ nói năng mà ngôn từ chợ búa với nhau bằng chi vậy, mình không có tôn trọng được nhau thì buông nhau đi. Phải nên nhớ cái này, mình đã trót giận nhau, trót ghét nhau, nhưng thế là cũng hy vọng có ngày thương được nhau. Nhưng đã trót coi nhẹ nhau, trót khinh thường nhau thì khó lắm. Nhớ cái lời của tôi hôm nay, tới chết cũng nên nhớ nha. Từng giận nhau, từng hận nhau, từng ghét nhau vậy đó, nhưng cũng có khả năng quay lại thương nhau. Nhưng đã coi thường nhau rồi, đã đến mức coi thường rồi thì khó lắm. Dù đó là quan hệ vợ chồng, thầy trò, bạn bè, anh em, không, vợ chồng, bất cứ quan hệ nào mà đã trót coi thường nhau rồi được quay lại được. Cho nên cái giới hòa đồng tu là vậy, có nghĩa là làm sao mà giữa tăng đoàn các cá nhân vị kheo còn có chỗ để trọng nhau,
dù có giận nhau bằng trời nhưng biết rằng cái chuyện đó ông không có làm, cái chuyện đó ông không có nói. Ông đã say no có nghĩa là no, ông yes có nghĩa là chuyện đó là yes. Thì tự nhiên sống mà có cái tín nhiệm tin cậy nhau nó dễ sống lắm quý vị. Mà đừng có nói cái bài học này nó vẫn dạy cho chư tỳ kheo, lấy cái này khiêng về nhà đi, khiêng cái bài này về nhà, không có lợi vợ chồng cha mẹ con cái đối xử với nhau bằng bảy cái pháp này là tôi hứa gia đình cái vị nó đẹp, nó đẹp như mơ, chỉnh chu tinh tươm ngon lành xuất sắc hoàn hảo. Chỉ bảy cái này đừng có nói phận chạy cho chư tỳ kheo, cái này là toàn bộ mà thiên hạ trong đời đều phải theo cái bài học này. Mình tin cậy, mình tín nhiệm, mình tôn trọng được nhau thì dầu mai này có chia tay nhau vẫn nghĩ về nhau đẹp lắm, không đó gọi là giới hòa đồng tu. Rồi tiếp theo nó là cái gì ta, cái kiến hòa đồng khởi, kiến hòa đồng giải. Biết kiến hòa đồng khởi em là Bến Tre đó. Kiến hòa đồng giải thì có nghĩa là ngày nào chúng tỷ kheo chia sẻ quan điểm nhận thức cho nhau, tăng đoàn thấy có một cá nhân nào có một cái ngộ nhận thì cùng nhau mà sửa. Giới luật tỷ kheo có 227 giới thì trong đó có 17 cái trọng giới. Trong 227 đó, trong đó có 17 cái trọng giới. Là sao? 17 trọng giới nó gồm có 4 cái gọi là đại trọng giới và 13 cái trọng giới. 4 cái đại trọng giới nghĩa là phạm vào một trong 4 thì không còn là tỷ kheo suốt đời, không thể phục hồi giới phẩm. Còn 13 cái trọng giới kia nó gọi là 13 cái tăng đoàn ấy, thì là sau những cái nghi thức sám hối hơi có phần rắc rối thì được phục hồi giới phẩm như cũ. Tại sao gọi là rắc rối? Là bởi vì hầu hết những cái giới khác ấy, chỉ cần ngồi chầm hổm trước một tỷ kheo khác đọc mấy câu à, tôi sẽ không nói như vậy nữa, tôi sẽ không làm như vậy nữa, tôi sẽ không nghĩ như vậy nữa là xong. Nhưng mà riêng cái 13 cái trọng giới này nó không phải như vậy, mình phải đi trình cho tăng mình biết mình phạm cái đó. Xong rồi tăng mới hỏi mình từ lúc phạm đến lúc trình là bao lâu. Ví dụ như mình nói là 7 ngày thì tăng sẽ cầu xin cấp túc mình trong 7 ngày. Và sau 7 ngày đó thì mình quất thêm 6 ngày gọi là manatta. 6 ngày khiêm hạnh, 6 ngày xét mình. Xét mình rồi chư tăng mới là làm là gom là đủ 21 tỷ kheo để mình cùng nhau làm cái lễ gọi là phục hồi giới phẩm cho mình, là Afanakam đó. Phục hồi để nó hơi rối như vậy, mà nhất là những vùng sâu vùng xa, những cái vùng như Âu Mỹ mà làm sao mà kiếm được 21 cũng đuối vậy. Mà trả tiền vé mấy ba cho mấy bố về giữ nó cũng khùng luôn, có giấu luôn cho nó khỏe cho nó lành. Thì nó khó như vậy. Trong 13 cái đó nó có cái này là tỷ, nghe cho kỹ, trong 13 cái trọng giới đó đó nó có cái này là mình chưa đang phát hiện mình có một quan điểm nhận thức sai lầm về giáo lý, không mà đã giải thích phân tích quá 3 lần mà mình ngoan cố giữ lại cái quan điểm đó thì trường hợp đã được xem là phạm một trong 13 cái trọng giới này. Đấy, nhớ cái đó. Và cái đó là rất là giới. Còn nói về nghiệp á, thì một khi mà mình cố ý, mình duy, mình ngoan cố lì lượm lợm bước, mình duy trì quan điểm sai lầm thì dĩ nhiên là cái đường linh hồn mình là có những thay đạm rồi, không? Đó là nói về nghiệp. Còn nói về giới thì nó cũng là thuộc trọng giới loại 2 đó, nhóm 2 đó. Thì cái kiến hòa đồng giải rất là quan trọng, bởi vì sống chung với nhau mà mỗi cha nói một cách là mập lắm, không? May là bây giờ có internet, mình có điện thoại, mình không sống chung nhau nữa, mình chỉ nghe thôi, mình chỉ nghe trên Facebook hay trên YouTube mình đã thấy khó chịu. Và những cái quan điểm mà nó không hợp với mình đã khó chịu. Từ xa đó, nói gì là mình ở chung nhau. Một mặc áo năm tông mà có vị là có cảm tình với Cơ Đốc, có vị cảm tình với Tinh Lành, có vị cảm tình với Hồi giáo, có vị thì mê Bắc tông, có vị thì khoái Khất Sĩ, có vị thì khoái Krishnamurti, có vị thì khoái Osho, có vị thì khoái Đi Ba Ma, có vị thì khoái Achanep, Achancha, ví dụ như vậy. Thì các vị đứng tượng chùa có 18 vị không, thập bát lán mà mỗi vị thích một kiểu là đại loạn, không? Cho nên phải kiến hòa đồng giải là anh em có gì ngồi lại với nhau. Và chúng ta xem là lịch sử Phật giáo, vì đâu nên nổi
vì đâu nên nổi. Đấy. Vì đâu mà có cái chuyện gọi là chia rẽ hệ phái, phân phe rẽ phái, là vì đâu, là cũng xuất phát là từ quan điểm nhận thức, rồi từ đó dẫn đến quan điểm hành trì, và từ đó nó dẫn đến cái chuyện là chia rẽ về cái tổ chức, chia rẽ các đoàn thể, mà bắt đầu từ cái quan điểm nhận thức và quan điểm hành trì nó bị manh mún, từ đó anh em trở mặt không nhìn nhau nữa. Cho nên sáu pháp này được gọi là sáu pháp lục hòa, mà sáu pháp này cũng còn có một cái tên nữa gọi là Saraniya Dhamma, là sáu pháp cần phải gọi là tâm niệm, cần phải ghi nhớ. Và sáu pháp này cũng còn được gọi là Aparihanitam, tức là sáu bất pháp, gọi là bất thối, gọi là sáu pháp có nội dung bảo toàn lực lượng, này củng cố sức mạnh cho tăng đoàn. Này, trên sáu pháp này nó có nhiều tên gọi, nhưng tên gọi Pali đó là Saraniya Dhamma, là sáu pháp cần phải được tâm niệm thường xuyên và liên tục, mà cũng được gọi là sáu pháp bất thối. Còn tiếng Hán và tiếng Việt mình gọi là sáu pháp gọi là lục hòa. Lục hòa như vậy, mà mình bây giờ thì mình không còn lục, cái lục hòa mà không giữ được, mình chỉ còn có lục đục thôi. Cũng giống như Bát Nhã, bây giờ mình đổi qua Bát Nháo, Bát Nhã mình đổi qua Bát Nháo, mà lục hòa mình đổi qua lục đục. Thì ai có lục là tốt rồi, có lục là tốt. Thì đây là sáu pháp mà theo cái truyền thống nguyên thủy đó, thì được chư tăng rất là coi trọng, coi nặng. Và ở trong chú giải có nói thêm, chú giải có nói thêm là một cái vị tỷ kheo, dầu không có chứng đắc thường pháp thượng nhân như là thiền định đạo quả, mà nếu mà làm tròn được sáu pháp này nè, thì cũng được xem là một vị tỷ kheo gọi là về cái đường nhân thiên được bảo đạo. Tôi có đọc cái đó nha. Tức là mà bản thân thì không có chứng pháp thượng nhân, thiền định và đạo quả, nhưng mà làm tròn được sáu cái này thì cái đường nhân thiên được bảo đảm. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là luôn luôn tôn trọng quan điểm hành trì, quan điểm nhận thức, thuận ứng với lời Phật. Bản thân mình không có giỏi bằng ai, nhưng mà luôn luôn biết lắng nghe, biết tôn trọng quan điểm chánh pháp. Thứ hai, bản thân mình cũng có gì gây gớm, nhưng mà luôn luôn lợi hòa đồng quân, luôn luôn sống trên tinh thần chia sẻ, cảm thông. Đấy. Và còn ba cái đầu tiên đó là thân hòa, khẩu nghĩa, khẩu hòa, biển hòa. Bản thân mình cũng gì cái góp, nhưng mà luôn luôn sống ở trong cái đạo tình, khăng khít, chân thành, phải thêm cái chân thành nữa. Chỉ còn cái chân, cái khăng khít mà cái lòng nó gian thì không được, phải thêm cái chân tình, khăng khít là chân tình. Thì sáu cái này vừa là củng cố sức mạnh tăng đoàn, mà đồng thời cũng là cái đức của mình trong đời sau, cái đức của mình. Sống trong tăng đoàn mà sống bằng cái đạo tình đó, chân thật. Nhưng tôi biết nhiều những buồn lắm, buồn mà ứa nước mắt, là cái thuở nào cùng nhau nắm tay mà khải sơn phá thành đất khô ta nặng tượng vàng cho nhau. Nói theo lời của ngài vậy, đất khô ta nặng tượng vàng cho nhau, chùa tranh mái lá, đi hoằng pháp, hoặc là bất cứ ai mà gặp cho tiền là không có giữ riêng, đem về bỏ cái thùng trong chùa anh em xài chung, ai cần mua đầy thuốc men mắm muối gì đó mở thùng ra lấy đúng cái số mình cần, không có tinh thần tư hữu. Rồi theo năm tháng từ cái chùa tranh vách đất nó lên tới chùa gỗ mái tôn, rồi nó lên từ từ rồi đệ tử hồi xưa có mấy ông tu chung quần tục đi vượt biên ra nước ngoài làm ăn khấm khá, rồi đệ tử mới, đệ tử cũ trộn lại các chùa to Phật lớn. Lúc bây giờ cái đạo tình thuở nào không còn được, lúc có tranh thủ, một là nói xấu nhau, hai là tránh nói về nhau, sợ mấy đại gia nó nghe được, lỡ nó mến gia kia là mình mất người, khổ vậy. Càng tu càng thêm gieo nghiệp là chỗ đó. Mà ngày xưa cái thuở mà khai sơn phá thạch, chùa đất và Phật vàng thương nhau biết mấy, bây giờ chùa to Phật lớn, tượng Phật càng lớn thì cái tim vàng nó càng nhỏ càng mỏng đi. Đau lắm, đau lắm. Lịch sử Phật giáo, những cái trang sử vàng của Phật giáo phải nói được xây dựng trên những lá y rách, trên những bình bát cơm hẩm cháo thiêu. Ngày nào mà có chùa to Phật lớn thì cái đạo tình của tăng đoàn đương nhiên bị giảm, và từ đó Phật giáo chỉ còn cái vỏ ngoài thôi. Lịch sử Phật giáo là tôi gọi là những trang sử vàng đó, là toàn là trong đói nghèo mà có, ngộ lắm, ngộ lắm. Tôi nhớ hoài cái câu nói của Phạm Lãi lúc mà phò câu tiễn diệt vua Ngô Hợp Lư, diệt phù sai, thì phò xong thì hai người phò câu tiễn là Văn Chủng và Phạm Lãi,
Thì lúc đó Văn Chủng có nói, Phạm Lãi có nói Văn Chủng thế này: câu tiễn là người mặc thỏ mỏi rơi, cùng sống trong hoạn nạn thì ok, nhưng mà lúc vinh hoa phú quý thì đó là người phản trắc khó lường, nghe ta mà bỏ đi. Thì Văn Chủng thứ nhất nói rằng cả đời phấn đấu đến cái nước này mà bỏ đi thì không đành. Thứ hai đó là hoàng thượng không tệ như huynh nghĩ đâu, mà nói nôm na là Văn Chủng tiếc danh lợi, tiếc cái công khó mà mình đã bỏ ra khi mà phò câu tiễn. Nó thẳng là ổng còn mê danh lợi, thế là ổng ở lại. Và đúng như vậy, chính vì sao là chính câu tiễn đã giết cái Văn Chủng, trong khi Phạm Lãi đã biết bỏ đi Chu Du Ngũ Hồ. Thì mình phải nhìn nhận trên đời nó có trường hợp đó. Nhiều khi trong cái cơ hàng đói lạnh túng thiếu đó, mình còn có nhau, nhưng mà khi có một chút lợi danh đỉnh chung rồi, cái đạo tình rất là khó giữ. Cho nên trong đời sống nó có hai thứ là thử thách và cám dỗ. Một cái đời tu ngon lành đó, là gặp đắng gặp ngọt đều có thể vượt qua và giữ được mình. Còn đa phần ấy thì có người thì chết vì cái ngọt cám dỗ, hay là chết vì cái đắng thử thách, thì không còn giữ được cái đạo nghiệp của mình, mà cũng không còn giữ được cái đạo tình với anh em. Ok, chúc các vị một ngày vui, và hẹn lại tới Chủ nhật tuần sau. Dạ, chúng con tri ân sư.